Cảnh xuyên đêm chiến đấu giặc lửa cứu rừng khoảng 19 giờ 15 phút tối ngày 29 tháng 6, rừng thông ở xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An nằm gần quốc lộ 1 bốc cháy dữ dội đến 0 giờ 10 phút sáng ngày 30 tháng 6. Vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực rừng thông xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An đã cơ bản được khống chế và kiểm soát. Đám cháy được khoanh vùng, không để cháy lan xuống khu vực dân cư ở cạnh bìa rừng. Suốt gần 5 giờ đồng hồ, hàng ngàn người từ lực lượng bộ đội, kiểm lâm, công an, các chiến sĩ chữa cháy và người dân đã giành giật từng mảnh rừng từ giặc lửa. Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và lãnh đạo huyện Diễn Châu tới hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy rừng với mục tiêu cao nhất không để đám cháy lan rộng ra các khu vực rừng khác, đặc biệt là đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Có người vừa chữa cháy rừng ở xã Diễn Phú cách đó gần 10 km chưa kịp nghỉ ngơi đã lao tiếp đến vụ cháy rừng ở xã Diễn An. Nhiều giờ rọi đèn pin vượt núi để dập lửa, nhiều người tham gia công tác chữa cháy đã ngủ thiếp vì đói, mệt đi khi xuống chân núi. Vụ cháy rừng tuy đã được khống chế nhưng lực lượng chữa cháy vẫn cắt cử người ứng trực ở hiện trường để phòng đám cháy bùng phát trở lại. Hình ảnh Tuổi Trẻ Online gửi về từ hiện trường vụ cháy rừng lúc 0 giờ 10 phút sáng 36. Rừng thông hàng chục năm tuổi cháy ngùn ngụt trong đêm, sức nóng từ vụ cháy khiến nhiều người không dám lại gần, bộ đội phải bắc thang tiếp cận khu rừng bị cháy. Việc tiếp cận hiện trường vụ cháy rừng gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm. Chờ lực lượng chữa cháy kéo vòi nước lên núi dập lửa giành giật từng mảnh rừng, gió thổi mạnh kèm lớp thực bì dày gây khó khăn cho công tác chữa cháy chiến đấu với giặc lửa. Suốt nhiều giờ, nhiều người đều mệt mỏi, người dân mang bánh mì tiếp tế cho lực lượng chữa cháy. Đến 0 giờ 10 phút sáng ngày 30 tháng 6, đám cháy được khống chế theo từng khu vực, nhiều diện tích rừng thông bị thiêu rụi. Ha ha ha, 问什么的说呵。